Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể các bác trong chi hội người cao tuổi tổ dân phố 19, nhân dịp đầu xuân năm mới, thay mặt cho đội văn nghệ tổ dân phố 19, xin gửi tới các vị đại biểu khách quý và toàn thể các bác có mặt tại đây ngày hôm nay lời đầu xuân năm mới thật nhiều sức khỏe, luôn tràn ngập niềm vui, hạnh phúc và an lành trong cuộc sống. Sau đây là chương trình văn nghệ chào mừng buổi gặp mặt đầu xuân 2024 của chi hội người cao tuổi tổ dân phố 19. Mở đầu tốt ca nữ tổ văn nghệ 19 với bài Hạnh phúc người cao tuổi, sáng tác Mạc Khi. Thank you.
để nối tiếp chương trình đơn ca nam với bài tự nguyện sáng tác Trương Quốc Khánh, biểu diễn bác Bùi Đức An ạ. Oh,
Bắc Hoàng Kim Thanh. Kính mời các bác cùng thưởng thức ạ. À.